Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." Đức Giêsu đáp: "Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán, mỗi người mỗi ngã, để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian." Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng gần đây, cơn đại dịch COVID-19 bùng phát lên một cách mạnh mẽ, làm cho nhiều người cảm thấy hoang mang, hoảng sợ. Nỗi sợ lớn nhất của con người đó là sự cô đơn, thiếu vắng một tương quan tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có niềm tin, có ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta vượt qua tất cả, như chúng ta cảm nhận được trong kinh nghiệm của mùa phục sinh mà giáo hội đã dành cho mỗi người chúng ta. Tin mừng hôm nay diễn tả sự xuất hiện của Chúa Giêsu đúng thời, đúng lúc, nhằm trấn an các tông đồ khi họ đang cô đơn, hoang mang và sợ hãi. Người bảo họ: "Đừng sợ, hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian rồi." Quả thật, chính Chúa Giêsu đã trải qua những khoảnh khắc cô đơn và đau đớn khi người một mình đơn độc trong cuộc chiến đấu với cái chết và với thế gian. Bởi các học trò thân yêu và những người tin theo người đều bỏ chạy toán loạn để cho người phải đối diện với sự đau đớn và đơn độc. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng và phục sinh để xóa tan sự sợ hãi và mang bình an đến cho nhân loại. Lời trấn an của Đức Kitô phục sinh dành cho các môn đệ hôm nay cũng là lời trấn an của người dành cho mỗi người chúng ta. Đối diện với thách đố và những nỗi đau trong khó khăn của cuộc đời, không ai không đau buồn và sợ hãi. Tuy vậy, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn hiện diện đúng với giây phút quan trọng mà chúng ta cần đến Ngài. Tuy vậy, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn hiện diện đúng với giây phút quan trọng mà chúng ta cần đến Ngài. Ngài xuất hiện để mang bình an và niềm hy vọng cho chúng ta mỗi khi chúng ta tin tưởng, phó thác nơi Ngài. Với tiếng vang trong ơn thánh của mùa phục sinh, chúng ta tuyên xưng như lời của Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi lên trong thông điệp Ubi et Orbi năm 2020: "Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh."